Sư phụ kiện đi rừng Thanh Tấn xin chào toàn thể tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay sư phụ kiện đi rừng Thanh Tấn đem đến cho anh em một cái chương trình lì xì đầu năm. Đó là các anh em nào mua lo cùng với thẻ nhớ, nhắc lại mua lo cùng với thẻ nhớ chứ còn lo không thì không nằm trong cái chương trình khuyến mãi của lì xì đầu năm của ngày hôm nay. Thì chương trình rất là đơn giản là giảm giá 50.000 đồng. Đó. Tiền mua hàng của anh em nào mua cùng lúc lo và thẻ nhớ. Thì cho tất cả các sản phẩm lo. Đó. Từ lo 898 này. Đó. Lo rằng ri đó. Cho đến lo Q92 này. Lo 3 nút. Rồi lo AT100. Dòng lo cao cấp đắt tiền nhất. Cho đến dòng lo bên sử dụng dài Q93 đó, Q93 nó cái tên ở đây nè. Đó thì anh em nào mua cùng lúc lo và thẻ nhớ đó, thì chúng tôi sẽ giảm liền 50.000 trên tổng số tiền mua hàng của anh em nha. Đó, lưu ý nhắc lại cái chương trình này chỉ áp dụng vào ngày đầu tiên của khai trương lại là ngày mùng 8 nha, là ngày mùng 8. Đó, tóm tắt cái chương trình này nó như thế này, anh em nào vào ngày mùng 8 điện thoại đến shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn với hai số điện thoại trên màn hình, mua hàng mua lo cùng với thẻ nhớ cùng lúc thì sẽ được giảm giá 50.000 đồng đó, nha. Đó. Rồi xin chào tất cả các anh em, chương trình bên phần lo là như thế, anh em sẽ tiếp tục theo dõi kênh để nhận được cái thông báo về những cái chương trình là khuyến mãi tiếp theo. Thì vừa rồi là có đăng tải cái nội dung là khuyến mãi về cỏ Thái mua 3 tặng 1 nha. Rồi đến thời điểm hiện tại là sẽ là lo và tiếp đến sẽ là những cái sản phẩm khác, thì anh em vui lòng nhấn nút đăng ký ở bên dưới để tiếp tục theo dõi các video clip đăng tải cũng như là các chương trình khuyến mãi của shop. Chúc anh em có một năm mới thật là thành công mỹ mãn. Xin chào tất cả các anh em.